Câu số 1. Một cái nắp đơn nhỏ với lượng rộng điều hòa PT là tiếp tuyến cho phân quỹ đạo, đúng không? Là lực kéo về, là lực kéo về alpha đi một góc, không phải PT như thế nào? PT lực kéo về, PT của con nắp đơn thì các em phải nhớ thôi, cái này bắt buộc phải nhớ rồi, PT sẽ bằng là trừ mg sin alpha, cái này bắt buộc phải nhớ nhé. Vì alpha rất nhỏ, vì alpha nó rất là nhỏ nên suy ra là PT sẽ bằng trừ mg alpha, được chưa? Mg alpha phải câu 1 là A. Câu số 2. Câu 2 động năng của năng đơn là mv bình trên 2. Câu số 3 đại lượng phi được gọi là pha ban đầu. Chúng ta sẽ làm thật nhanh mấy câu đầu. Câu số 4, đơn vị cường độ điện trường đó là gì? Đó là vôn trên mét. Câu số 5, điện năng tiêu thụ, điện năng tiêu thụ là UIT, đó là UIT. Câu 6, đại lượng nào sau đây không phải là đặc trưng sinh lý của âm, đó là cường độ âm, nó là đặc trưng vật lý nhá. Nhớ cái này là đặc trưng vật lý của âm, tất nhiên vật lý của âm. Câu số 7, giá trị cực đại chính là cái đằng trước cốt, nó chính là U0 là 100. Câu số 8, đại lượng delta M được gọi là gì? Là độ hụt khối, đúng không? Độ hụt khối hạt nhân. Câu số 9, laser không được ứng dụng trong cái gì? Laser có trong truyền cáp quang, có trong đọc đầu đĩa CD, có trong dao mổ laser mà không có trong nguồn phát gì đây, phát siêu âm nhé. Câu 9. Rồi, tiếp theo câu số 10. Câu số 10, chọn phát biểu đúng về dòng điện trong kim loại. Dòng điện trên kim loại là dòng chuyển rời có hướng của các e thôi, không có ion hỗ trợ này. Này, thứ hai là nhiệt độ tăng thì điện trở xuất sẽ tăng này. Rho bằng rho 0 này, nhân lên 1 cộng alpha delta t thì nhỉ? Vậy cái này sai, nhiệt độ tăng thằng rho này sẽ phải tăng theo. Điều kiện thường nó sẽ điện tốt, vậy mật độ hạt tại điện nó phải cao. Được chưa? Nhiệt độ không đổi, dòng điện trên kim loại tuân theo định luật ôm, đúng không? Y bằng U trên R. Đây là một câu của vấn đề lớp 11 nhá. Câu 10D. Câu 11, sắp xếp thứ tự bước sóng giảm dần. Bước sóng giảm dần đúng không? Tức là từ đằng cao thằng thấp. Hồng ngoại trước, lambda hồng ngoại sẽ lớn hơn lambda tím. Tím sẽ lớn hơn lambda gì đây? Tử ngoại, sau tím là tử ngoại ngay mà sau đó là tia gì? Tia x đúng không? Hồng ngoại tím, tử ngoại tia x. 11D. Câu 12, trong sơ đồ khối của máy phát thanh vô tuyến đơn giản không bộ phận nào dưới đây? Máy phát thanh thì không cần tách sóng, đúng chưa? Tách sóng chỉ cần ở thu thanh thôi. Thu thanh. Đi thi cố gắng nào, chúng ta phải đúng được tầm 28 câu đầu, chắc chắn đúng 28 câu, không để sai thì mới có cơ hội điểm cao được. Được chưa? Rồi, tiếp tục câu 13. Độ định pha giữa U và Y thì đó là phi, đúng không? Phi nó bằng phi U trừ phi Y. Có nhớ cái này không? Đây. 13C. 14. Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều dựa vào hiện tượng gì? Dựa vào hiện tượng là cảm ứng điện từ. Câu 15. Sóng dọc truyền trong một môi trường thì phương dao động của các phần tử trắng, sóng dọc mà sẽ bị trùng với phương truyền sóng, mà sóng ngang thì vuông góc phương truyền sóng, được chưa? Đấy. Câu 16. 16 cái này nó là gì đây? Cái này nó là ngược pha, đúng không? Cái này nó là ngược pha. Ngược pha thì biên độ tổng hợp bằng chỉ đối của hai cái A này. Câu 17. Cầu vồng là gì? 17 cầu vồng thì phải là tám sắc. 17 là D. Cầu vồng là tám sắc kem ạ. 18. Số neutron thì sẽ lấy số neutron trừ đi số proton, 9 trừ 4 chính bằng số neutron, vậy đáp số là B. Câu 19. Quang phổ vạch được phát ra khi là nung khí hoặc hơi ở áp suất thấp. 19D. Câu 20. Khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng, lượng tử ánh sáng thì câu A kiểu thân câu 1 nha, năng lượng của các photon trong các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì đều bằng nhau. Cái này sai, mỗi ánh sáng đơn sắc khác nhau được trưng bởi một bức sóng khác nhau. Bức sóng khác nhau thì năng lượng photon nó là khác nhau, năng lượng photon chính là epsilon. Cái này sai. Tiếp, B nào, ánh sáng được tạo thành bởi các hạt photon, mỗi photon mang một năng lượng xác định. B đúng. C nào, photon có thể chuyển động hay đứng yên. Sai, bởi từ đứng yên photon luôn chuyển động. Năng lượng photon càng lớn khi tần số càng nhỏ. Sai, năng lượng photon tỷ lệ thuận với tần số Hf, đúng không? Nó muốn là B thôi. Câu 21, công suất tiêu thụ đoạn mạch P bằng gì? P bằng UI cốt phi. UI cốt phi. Câu 22, sóng dừng, đây là hai đầu cố định nhé. Hai đầu cố định thì L bằng K lambda trên 2. K là số bó, số bụng, có 4 bụng với K bằng 4. Nó là 4 lambda trên 2 và L bằng 2 lambda. 22 là D.
Câu 23. Câu 23 cho một dòng điện vuông góc với đường sức từ. Hỏi nếu như y tăng 2 thì lực từ thế nào? Lực từ đây F bằng B I L sin alpha. Trong đó alpha là chính là góc tạo bởi giữa chiều dòng điện và chiều đường sức từ. Và ở đây từ vuông góc có nghĩa là alpha bằng 90 độ. Sin 90 bằng 1, vậy cái thằng này không hiểu gì cả đúng không? L nó không nói gì cả, nó chỉ nói y tăng 2, y tăng 2 thì dẫn F tăng 2. F tăng 2. 23 là B bò. Câu 24. Máy biến áp lý tưởng gồm hai cuộn dây AB với số vòng tương ứng là gì đây? Với số vòng tương ứng đó là N1 và N2. Đặt vào hai đầu A một điện áp 100 thì hai đầu B điện áp để hở 250. Tạm thời xử lý cái này đi. Thì có như sau, thì có đó là U1 trên U2 bằng N1 trên N2. Các mình hiểu là 1 chính là A nhé, và 2 chính là B nhé, đọc kỹ đề cho này nhé. Và N1 trên N2 đó, tại A là 100, B là 250, cái này là 100, cái này là 250. Vậy có tỷ số N1 trên N2 là 100 trên 250, tạm thời để đấy, đúng không? Lúc sau nó đặt vào B một cái điện áp là 100, gọi điện áp tại A, tức là lúc sau nó là U2 phẩy và vậy thằng này là U1 phẩy. Nhưng có một điều đó là cái số vòng không đổi đúng không? Tức là tỷ lệ của hai cái U không đổi. Còn cả hai thằng đều thay đổi cả rồi. Tỷ lệ không đổi, còn cả hai thằng đều thay đổi. Vậy lúc sau nó phải là gì đây? Lúc sau nó phải là U1 phẩy trên U2 phẩy bằng N1 trên N2. Và tỷ số này vẫn là bằng 100 trên 250 được chưa? U1 phẩy đang hỏi U2 phẩy lúc này nhé, đặt vào hai đầu B là 100 đúng không? Chúng ta nhân chéo lên 100 bình chia cho U1 phẩy nó sẽ là 100 nhân 100 trên 250 40. Ok. Câu 25. Cần để ý cái từ gì đây? Đây là dao động cưỡng bức đúng không? Đây là nhắc cưỡng bức này, cái này nhắc cưỡng bức này, cái này là omega cưỡng bức này, đúng không? Omega cưỡng bức này. Nó hỏi là để xảy ra cộng hưởng thì làm sao? Cộng hưởng thì omega cưỡng bức bằng omega riêng, đúng không? Omega cưỡng bức bằng 5pi, omega riêng thì bằng căn bậc 2 của k trên m. K trên m và rút ra gì? Các em rút ra k sẽ bằng m nhân omega cưỡng bức tất cả bình phương. Tức là em sẽ lấy là 0,48, 480 trên 1000 là 0,48. 0,48 nhân omega cưỡng bức bình phương tức là nhân với là 25 nhân 10 đúng không? 0,48 nhân 25 nhân 10. 0,48 nhân 25 nhân 10 thì nó ra được là 120, 120 newton trên mét, đáp số là B bò. Câu 26. Ở mặt phẳng chất lỏng hai nguồn cùng pha, có từ hai nguồn cùng pha, cần ý này cùng pha. Rồi biết gì đây? Bước sóng bằng 12, khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm cực tiểu. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm cực tiểu thì nó phải là lambda trên mấy? Nó là lambda trên 2. Và lambda 12, 12 trên 2 bằng 6. Được chưa? Rồi, tiếp 27. Năng lượng tỏa ra trong phản ứng. Năng lượng tỏa ra trong phản ứng là gì đây? Chút, năng lượng tỏa ra trong phản ứng chính là delta E. Delta E được chưa nhỉ? Chính là delta E. Delta E thì bằng tổng M trước. Tổng M trước trừ đi tổng m sau, m sau tất cả nhân với c bình, được chưa? Tổng m trước là hai thằng này cộng vào chính là 2 alpha là 2 nhân với là 2mh mà chính là 2 nhân với 2,0135 trừ đi tổng m sau chính là m alpha là 3,0149 và mn chính là 1,0087, được bao nhiêu thì các em sẽ nhân với là 931,5, được chưa? Thì ra được năng lượng tỏa ra, tính xem nào, 2 nhân với 2,0135, 2 nhân với là 2,0135 trừ đi 3,0149 trừ đi 1,0087 đúng không? Rồi các em nhân với là 931,5 thì ra được là 3,167. Nó ra được là như thế này này, chú ý đây, nó ra được nó là 3,1671 MeV. Thế nhỉ? Đấy, là A. Tiếp tục. Câu 28. Khi năng lượng điện trường trong mạch đây là AD là thế này, và năng lượng từ trường đây là AT, đúng không? Đấy. Và từ đọc câu hỏi nhé, tạm thời đọc đến đây đi. Và chúng ta tìm được năng lượng điện từ thì E sẽ bằng AD cộng AT cộng 2 cái này vào, và vì là mạch lý tưởng đúng không? Và cái này nó sẽ là hằng số. Hằng số 2,32 cộng 1,58. 2,32 cộng với 1,58 bằng là 3,9, nó là 3,9 milijoule.
Năng lượng điện từ nó là hằng số không đổi và nó là 3,9 mJ. Năng lượng điện từ sẽ bằng năng lượng điện trường cụm từ trường, một thằng tăng một thằng phải giảm, đúng không? Phải hiểu là một thằng tăng một thằng phải giảm nhưng tổng chúng là hằng số. Nó hỏi ở thời điểm năng lượng điện trường bằng từ trường thì năng lượng điện trường là bao nhiêu? Nó cho hai cái này bằng nhau và nó khoảng điện trường bằng bao nhiêu? Nếu mà hai cái này bằng nhau điện trường sẽ là gì? Hai cái này bằng nhau vậy 2ED sẽ bằng 3,9 và ED sẽ bằng 3,9 chia 2. 3,9 chia 2 thì nó ra là bao nhiêu? 1,95 mJ. Hết 28 câu chúng ta được 7 điểm. Được chưa nhỉ? Đấy. Thì các em muốn các em đăng ký kênh của thầy, các em bật thông báo để chúng ta nhận những cái bài giảng mới nhất của thầy. Và thầy liên tục tư vấn khi học thì sẽ làm các đề thi thử của các trường cho các em. Câu 28A, câu 29, khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 3 là phía hai bên trung tâm, vân sáng bậc 3 đầu tiên là -3y, thằng thứ sau là 3y đúng không? Hai bậc 3, một cái bậc 3 âm, một bậc 3 dương. Giữa là 0y, vậy khoảng cách của chúng phải là mấy y? Là 6y đúng chưa? Đấy, 6y. Đấy. Tiếp tục, đề này cái câu 30 nó vẫn còn bình thường, chưa gì cả. Câu 30, tỷ số giữa năng lượng của photon thứ nhất và năng lượng photon thứ hai. Ở phần trên thầy có nói rồi, năng lượng photon E bằng HF, tức là E tỉ thuận F, vậy E1 trên E2 thì sẽ bằng F1 trên F2 đúng không? F1 trên F2. Đấy, F1 là 1,4 x 10 mũ 18. F1 sẽ là 1,4 x 10 mũ 18 chia F2 là 3,5 x 10 mũ 14. Đó là 4.000. Đó là 4.000, được chưa? 4.000. Tiếp tục chúng ta vào câu số 31. Câu 31 đây. Câu 31 đọc đề nhé. Trong thí nghiệm ion chiếu một ánh sáng đơn sắc bước sóng lambda trên màn thì trên màn đúng không? Và cách hai khe của ánh là d khoảng vân 1,5. Vậy thì sẽ có 1,5 sẽ bằng lambda nhân d trên a. Kinh nghiệm làm đề thi đại học là gì? Chúng ta đọc sự kiện lên đầu ta viết sang hàng đấy, giống như tóm tắt ấy thì làm nhàn hơn. Được chưa? Vậy ba dòng là hai dòng rưỡi đầu tiên đến đây là xong. Tiếp, khi khoảng cách từ màn quan sát đến hai khe nó giảm đi hoặc tăng lên thì khoảng vân tương ứng là y và 2y. Vậy y sẽ bằng gì? Y sẽ bằng lambda nhân d trừ đi delta d đúng không? Trên a một cái, và cái tiếp theo là tăng lên thì nó phải là 2y. Đó là 2y bằng lambda nhân với là d cộng delta d trên a đúng chưa? Đấy. Quẩy nó có ba dữ kiện, nó có phương trình 1, nó phương trình 2, phương trình 3 đúng không? Nó hỏi là khi khoảng cách từ màn quan sát đến hai khe là d cộng 2 delta d thì khoảng vân là bao nhiêu? Khoảng vân khi đó thì viết d nhé, y phải sẽ bằng lambda nhân với d cộng 2 delta d trên gì? Trên a thì gọi phương trình 4, nó hỏi y phải, được chưa nhỉ? Đấy. Một kinh nghiệm làm đề thi học, thầy bảo các em thế này này, các em hãy tóm tắt đề, tóm tắt bằng cách làm cho nhanh, đọc đâu ra ghi dán đấy, ghi giấy rất là nhanh. Nhìn này, đầu tiên thầy sẽ lấy 2 chia 3 nhé, thầy lấy 2 là được chia nhau, thầy lấy dưới chia trên thì lấy 3 thì chia 2, lấy 3 chia 2 thì sẽ được là 2, đúng không? Chia chấm mất lambda trên a nó sẽ là d cộng delta d trên d trừ delta d. Cái khoảng này không biết được nhiều, đây là 2d, này là trừ, nó sẽ là 2d trừ đi 2 delta d bằng d cộng delta d đúng chưa? Nó sẽ thế này và rút ra là cái này sẽ phải là mấy, chuyển sang đây là d, vậy d sẽ bằng là 3 delta d đúng không? D sẽ bằng 3 delta d. Đấy, chú ý thầy tóm lại thì rút ra được cái này. Sau đó làm sao? Thì lấy 1 chia 4, các em nhìn này, thì lấy 1 chia 4 1 chia 4 tức là thầy có 1,5 thì trên y phẩm lambda trên a mất nó sẽ là d trên d cộng với 2 delta d, được chưa? Đấy, d đây 2 delta d là mấy? 2 delta d, d cộng 2 delta d đúng không? Chúng ta chú ý này, d cộng 2 delta d để kiểm tra đúng chưa nhỉ? Rồi, d cộng 2 delta d, d cộng 2 delta d. Rồi, d cộng 2 delta d, delta d bằng gì đây em? Delta d nhá, delta d, 2 delta d đúng không? Delta d bằng d trên 3, vậy là 2 delta d đúng không? Chú ý là delta d bằng d trên 3, vậy là 2 delta d thì sẽ là 2d trên 3. Nó sẽ được chưa? 1 được chưa nhỉ? Đấy. Và chúng ta rút ra được phương trình như sau, 1,5 trên y phẩm bằng mấy đây? 1 trên 1 cộng 2/3. 1 trên 1 cộng 2/3 thì nó được 3/5 đúng không? Nó được 3/5.
được 3/5. Và giữ được y phẩy thì sẽ bằng là 5 × 1.5. 5 × 1.5 chia 3. Y phẩy bằng 2.5. Y phẩy bằng 2.5 mm, được chưa? Đấy. Là C. Tiếp theo nhá, được chưa? Rồi đến câu này. Nó hỏi là giá trị M gần nhất sau đây là bao nhiêu? Kết giảm đồ cái này nhìn đồ thị biết rồi, cái này thì bỏ qua, kinh nghiệm nào đấy thì em bỏ qua. Cái này là omega thôi đúng không? Cái này bỏ qua tiếp, lấy mỗi cái này là omega vậy hết. 1 dòng 2 3 4 5 6 nhìn đồ thị thì biết rồi, biết đồ thị liên hệ x1 x2 rồi, được chưa? Đấy. Nó cho động năng của vật thời điểm 0,9 giây thì bằng 13,3 mJ. Nó hỏi M thì các em tư duy cái này này. Chúng ta có là cái con số 13,3 nhân 10 mũ trừ 3 joule đó, đúng không? Thì sẽ bằng M V bình trên 2. Thì bây giờ các em muốn tìm được M thì các bạn biết gì? Các bạn biết được V bình, đúng không? Phải biết được V bình. Đấy. Muốn tìm được V bình thì em bây giờ nó cho hai công trình này thì các em phải biết được gì? Các bạn biết được cái tổng hợp. Hiểu bên đây chưa nhỉ? Các bạn biết được x. Hiểu không nhỉ? Đấy. Thì thầy chỉ thế này nhá. Bây giờ muốn tìm được M và biết được V bình mà V bình bằng gì? V bình thì bằng omega bình nhân với gì đấy? Nhân với là A bình trừ đi X bình. Đúng chưa? Omega, omega các em có sẵn rồi. Omega ở đây nó chính là 5 pi trên 3. Đấy, omega bình thì 5 pi trên 3 bình. Bây giờ em tìm A với X bình, đúng không? Tìm A bình X bình. Thì các em chú ý như sau này. Các em chú ý như sau đây là thầy viết phương trình là X1 nhé. Nhìn biên của hai thằng này bằng nhau đúng không? Biên của hai thằng này bằng nhau. Biên thằng màu đỏ này là 8. Thằng màu xanh cũng là 8. Thầy viết phương trình của hai thằng đi, x1 8 cos của omega 5π/3t đúng không? Đúng chưa? Không phải 5π/3t không? Đấy, nhưng mà ở cái chỗ này các em nhìn ở chỗ này này, ở cái chỗ này thì các em không thể biết được cái thời điểm ban đầu là bao nhiêu, không thể biết được cái ly độ là bao nhiêu cả. Đấy, vậy bây giờ thầy chọn thời điểm ban đầu ở chỗ này. Đúng chưa? Thầy chọn thời điểm ban đầu chỗ này. Đấy. Thì bây giờ thầy muốn chọn thời điểm ban đầu chỗ này nhé. Thầy chọn thời điểm ban đầu ở chỗ này đúng không? Thì thầy phải trừ đi 2 cột này. Quay thời điểm ban đầu chỗ này không? Thầy sẽ chọn thời điểm ban đầu chỗ này. Đấy. Thằng x1 thì chọn thời điểm ban đầu chỗ này. Nếu mà chọn thời điểm ban đầu chỗ này thì pha đầu nó phải là pi trên mấy? Nó phải là pi trên 2 thì nó là đang đi xuống, nó là cân bằng chiều âm. Đúng chưa các em? Nó là cân bằng chiều âm đang đi xuống. Đấy. Nhưng mà nếu em chọn thời điểm ban đầu chỗ này thì em không thể biết là x1 bằng 8 cos 5pi t pi trên 2 được. Lý do đây không phải thời điểm ban đầu. Đây là thời điểm, nó là thời điểm t nào đó thì phải trừ đi 2 cột này. Hiểu chưa nhỉ? Đây là thời điểm ban đầu ở cái chỗ dấu hỏi các bạn. Đấy. Nếu mà em chọn cái pha ở đây, pha ban đầu ở chỗ này thì phải trừ đi 2 cột này. Tức là t phải trừ đi 2 cột này. Thì các bạn nhìn này. Từ chỗ này đến chỗ này là mấy cột nhỉ? 1 2 3 4 5 6. 6 đúng không? 1 2 3 4 5 6. Vậy thằng thầy có như sau, thầy có chu kỳ bằng chu kỳ 2 bằng nhau bằng 6 cột. À, chu kỳ trên 2 bằng 6 cột. Đúng không? Và suy ra chu kỳ sẽ bằng 12 cột. Chu kỳ bằng 12 cột. Chu kỳ bằng 12 cột. Bây giờ mình thầy trừ đi 2 cái ô này đúng không? Thầy trừ đi 2 ô này. Thầy trừ đi 2 ô này, 2 ô, 2 cột chứ nhỉ? Thầy phải trừ đi 2 cột này đúng chưa? Đấy. Khi mà thầy chọn gốc thời gian ở chỗ này thì cái phương trình thứ 1 phải trừ đi 2 cột. Trừ đi 2 cột tức là trừ đi 2/12. 2/12 là t trên 6. Được chưa? 2/12 là t trên 6 tức là thầy trừ đi t trên 6. Đấy, trừ t trên 6. Được chưa? 2/12 t trên 6 mà thầy trừ này đi. Đấy, phương trình thứ 1 phải biết thế này. Phương trình 1 biết này. Thì các em phải chú ý thế này này. Thằng 1 chu kỳ nó là chu kỳ là mấy giây nhỉ? À? Tính chu kỳ 1 ra chu kỳ thằng 1 là t bằng 2pi trên omega. Chu kỳ 2 thằng bằng nhau. 2pi trên omega tức là 2pi chia cho 5pi trên 3, pi mất, 2 chia cho 5/3. 2 chia cho 5/3. 6/5, chu kỳ là 1,2 giây. Chu kỳ của hai thằng bằng nhau và bằng 1,2 giây. Bây giờ thì thay 1,2 ở đây là xong. Thầy sẽ biết được x1 hoàn chỉnh. X1 sẽ là 8 cos này. Bây giờ xử lý bên trong này nhé. Sẽ 5pi trên 3, chẳng gì cả. Đúng không? Đấy. Bây giờ sẽ làm sao đây? 5pi trên 3 thì 1,2 chia 6. 5/3 pi đúng không? Đấy, 5/3 pi nhân với là 1,2. Đấy, tiếp tục chia 6 ở đây. Vậy nó ra được pi trên 6 đúng không? Vậy kem ra được ở đây là cái này pi trên 6, đây pi trên 6 được chưa? Cm. Đấy, t
Tiếp tục các em viết phương trình x2, x2 thì dễ rồi. X2 nó là vị trí cân bằng chiều âm đúng không? X2 sẽ là 8 cos của 5pi trên 3t được chưa nhỉ? Cộng pi trên 2, x2 đây đúng không? Xem pi đây. Đấy. Bây giờ muốn tìm x ở thời điểm bao nhiêu giây? Muốn tìm x ở thời điểm 0,9 giây thì các em có như sau: em có bao giờ có là x bằng x1 cộng x2 và các em thay luôn t bằng 0,9 vào hai phương trình thì sẽ tìm được x1, x2 và tìm được x1, x2 các em sẽ tìm được x. Hiểu vấn đề chưa nhỉ? Đấy, thì thầy thay vào nhé, thì thay vào sẽ là 8 nhân với cos, 8 nhân cos của là 5 pi phần 3 nhân với là 0,9 cộng với sin pi phần 6. Được chưa? Đấy, cộng với tiếp 8 nhân với cos của 8 cos của 5 pi phần 3 nhân với 0,9 cộng với là pi phần 2. Được chưa? Nó ra là 12. Nó ra được cái x tổng hợp nó sẽ là 12. X tổng hợp nó sẽ là 12. Thì làm gọn luôn đấy. X tổng hợp là 12 cm. 12 cm thì đổi ra vì tính độ ngang và đổi ra mét, 12 cm thì nó sẽ là 0,12 m. Được chưa? Vậy có thằng này là 0,12 bình phương rồi. Xử lý A thì A nhân chứng thức A bình bằng A1 bình cộng A2 bình cộng với 2 lần A1, A2 nhân cos delta phi đúng không? Cos delta phi. Vậy thầy sẽ có như sau: căn của 8 bình cộng 8 bình cộng với 2 nhân 8 bình nhân với cos của bao nhiêu? Cos của là pi trên 3. Pi trên 2 chỉ pi trên 6 mà. Cos là pi trên 3. Cos là pi trên 3. Xin nhỉ? Bình 3 là 8 căn 3. Vậy biên độ tổng hợp sẽ là 8 căn 3, A bằng 8 căn 3 tức là 0,08 căn 3, được chưa? 0,08 căn 3 mét. Vậy cái này bình phương lên sẽ là 0,08 căn 3 tất cả bình phương, được chưa? Đấy. Và thay vào sao nào? Thay vào là bấm máy tính nhá. Bấm máy tính thì nó sẽ phải là bao nhiêu đây? 5pi phần 3. 5pi phần 3 đây. 5pi phần 3. Bình này nhân với là A bình chữ x bình, A bình chính là 0,08 nhân còn ngoặc này nữa mà, 0,08 căn 3 này, bình này trừ x bình là 0,12 này, bình này đóng ngoặc này thì nó ra được là 0,13 dv bình đúng không? V bình là 0,13 căn của nó ra. V bình 0,13 rồi, V bình thì tìm được V bình 0,13 thì được V bình là 0,13. Thì thay vào đâu? Em chú ý thay hết vào đây đúng không? Thay hết vào chỗ này. Thay hết chỗ này. Đấy. Thì thầy có là 13,3 nhân với 10 mũ trừ 3 nhân với 2 chia cho 0,13 thì m đấy xấp xỉ là 2 kg. Vậy m ra xấp xỉ là 0,2 kg, vậy nó là 200 g. Được chưa? Câu 3 ngay xong. Ai xong. Đến câu 33. 33 thì thầy diễn đạt cho ta như thế này này. Điện năng truyền từ đâu đây? Điện năng truyền từ đường dây điện một pha điện áp ổn định là U vào hộ dân đúng không? Hộ dân này, tức là thế này này, đây là hộ dân này. Hộ dân. Thầy vẽ đây nhá. Để chúng ta dễ hình dung cái bài này. Thế này này, người ta sẽ truyền điện áp ở đây này. Đường dây một pha này, hộ dân này. Đây hộ dân đây. Hộ dân này. Đấy, hộ dân này. Được không nhỉ? Điện áp hộ dân đi nhá, điện áp đổ vào chỗ này nhá. Điện năng được truyền từ đường dây điện một pha với điện áp hiệu dụng ổn định là U vào nhà hộ dân, tức là điện áp đổ vào hộ dân là U này, được không nhỉ? U này. Trong nhà hộ dân này dùng một cái máy biến áp lý tưởng để duy trì điện áp đầu ra luôn luôn là U. Cái này nhầm đấy. Điện áp đầu ra, điện áp cái hai ký hiệu này nó khác, hai ký hiệu nó trùng nhau, xin dễ hiểu lầm. Điện áp đầu ra tức là điện áp đầu ra ở chúng ta là các thiết bị tiêu thụ nhá, thì gọi là U tiêu thụ đi, sửa luôn đi. U tiêu thụ. Đấy, điện áp đầu ra đây chính là U tiêu thụ này. Tiêu thụ này. Đấy, luôn ổn định là U tiêu thụ. Hiểu chưa nhỉ? Hai cái hiệu này nhầm đấy, tức là cái em hiểu cái máy biến áp thì làm gì? Cái máy biến áp thì nó sẽ phải hạ cái U này xuống. Nó phải hạ cái U này xuống cho phù hợp với điện áp tiêu thụ của hộ dân. Cái điện năng này được truyền từ nhà máy phát điện nó tới hộ dân, được chưa các em? Đấy. Nó tới hộ dân thì trong nhà hộ dân này, trong hộ dân này này, người ta dùng một cái máy biến áp ở đây này, dùng một cái máy biến áp cho này, cái máy biến áp. Máy biến áp cho hộ dân này, này. Đấy, để hạ thằng U này xuống. Đấy, để hạ thằng U này xuống nhá, để trong nhà của hộ dân này dùng máy biến áp lý tưởng để duy trì điện áp đầu ra luôn luôn là U, tức là cái này luôn cố định là U này. Đấy, giả sử nó 220V chẳng hạn, chúng ta hiểu thế. Đấy.
luôn duy trì 220V đấy. Nếu như công suất trong nhà là P, thì điện áp, hiệu dụng đầu ra, thì tỷ số, giữa điện áp hiệu dụng đầu ra là thằng này và điện áp đầu vào thằng này là K. Đấy, cái này cũng nhập cái đề này, cái đề nó đánh bị rối. Tỷ số K là gì đây? Em hiểu là K chính là U trên U tiêu thụ, nó giảm đi mà. Cái đề này đánh bị rối. Đấy, và rút ra U tiêu thụ thế bằng U trên K. K được chưa? Đấy. Nếu công suất là P, đấy, thì K này chính là tỷ số điện áp đầu vào. Các bạn sửa lại đấy, tỷ số điện áp đầu vào ấy, đầu vào này, hay đầu ra này. Đấy. Điện áp đầu vào luôn là U, điện áp đầu ra cũng luôn là U tiêu thụ. Được chưa các? Đấy, nó cố định cái này. Đấy, nhưng mà công suất nó thay đổi, các bạn nhớ là công suất là nó thay đổi nhé. Nhớ là công suất tiêu thụ thay đổi đấy. Hai cái này cố định nhưng công suất tiêu thụ thay đổi. Được chưa nhỉ? Đấy. Tiếp tục này, nếu điện áp, còn nếu công suất sử dụng trong nhà là 1,6P thì khi đó tỷ số là 2K, khi đó là U trên là 2K, đó là gì đây? U trên gì? U trên 2K chính là U trên U tiêu thụ. Được chưa? Các U trên U tiêu thụ. Đấy, và thầy suy ra U tiêu thụ lúc này sẽ bằng U trên 2K. Sẽ bằng U trên 2K. Đây, U trên 2K. Quay điện áp và cường độ dòng điện lưu trùng pha sẽ được cốt phi bằng 1. Cốt phi bằng 1 là tìm K. Được chưa? Cái đề này nó ký hiệu hơi bị rối. Học sinh dễ là hiểu nhầm. Các bạn hiểu là cái máy điện áp này, đầu tiên là truyền điện áp vào nhà này U nhé, hiểu không nhỉ? Điện áp nhà U lại xong được cái dòng 1 này. Đấy, trong nhà dùng một máy điện áp này, máy điện áp này dùng là phải giảm cái này xuống. Giả sử đây là 300V thì giảm xuống là 220V, các bạn hiểu như thế. Nó phải giảm xuống, nó thực chất là máy hạ áp thôi. Để nó hạ xuống 220V, được chưa? Đấy. Để duy trì điện áp ở đầu ra luôn, đầu ra là thằng này, đầu ra chính là thằng này, hay đầu vào chính là thằng này. Đấy, để duy trì điện áp đầu ra luôn là U tiêu thụ. Đấy. Nếu như công suất là P thì tỷ số giữa điện áp đầu ra là cái này, điện áp đầu ra và điện áp đầu vào phải đảo lại nhé. Nếu mà công suất là P, tỷ số giữa điện áp đầu vào này, cái này đi. Đầu vào và tỷ số giữa điện áp đầu ra này là K. Tức là K sẽ bằng là U trên U tiêu thụ. Sửa cách chân hai đi, các cách từ ra từ vào sửa lại cháo vị trí thì nó dễ hiểu hơn. Nếu công suất tiêu thụ là P thì tỷ số giữa điện áp đầu vào và tỷ số điện áp đầu ra là K, tức là U trên U tiêu thụ là K, rút được U tiêu thụ là cái này. Được chưa? Phải nhớ thằng này không đổi này, đề nó cho thằng này không đổi mà, đúng không? Để duy trì điện áp đầu ra luôn luôn là cái này. Đấy, thằng này không đổi, thằng này không đổi nhé. Được chưa? Đấy, nếu như công suất là 1,6P, đúng không? Thì tỷ số tăng áp là 2K, tỷ số tăng áp là 2K. Vậy tỷ số đó chính là gì đây? Lúc sau nó sẽ là 2K, lúc sau vẫn là cái này, sẽ là 2K. Được chưa các? Đấy. Quay điện áp và cường độ dòng điện cùng pha cốt phi bằng 1 và K là bao nhiêu? Thì bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Các em làm cái này, các em lập cái bảng này thôi. Các em có là đây là U, đây là U, đây là delta U. Delta U được chưa? Đây U delta U, đây là U tiêu thụ, U tiêu thụ. Đấy. Các em nhớ điện áp nhé, thì kẻ sẵn này. Đây nhé, thì kẻ bảng này được chưa nhỉ? Kẻ bảng này chúng ta hình dung thế này. Đấy. Thì ban đầu các em nhìn này, cái này truyền là U này, cái này truyền là U đúng không? U thì cái này nó hạ xuống là U trên K này. Ví dụ này hạ xuống U trên K giống trên kia này. Thì cái này delta U là gì? Delta U phải là hai cái U trừ nhau. Delta U chính là U trừ đi U trên K. Được chưa? U trừ U trên K. Đấy. Và lúc sau vẫn là U này. Đấy. Và thằng này nó lại là U trên mấy K? U trên 2K này. Delta U lúc sau phải là U trừ đi U trên 2K, phải chính xác là cái này không? Đúng chưa? Đấy. U trên 2K. Được chưa các? Đấy. Thì bây giờ các em phải nhớ các bám vào cái gì đây là công suất tiêu thụ thay đổi. Thì chúng ta có như sau, chúng ta có là công suất tiêu thụ nhé. Có công suất tiêu thụ thì bằng gì đây? Công suất tiêu thụ thì bằng là U tiêu thụ nhân với Y nhân cốt phi tiêu thụ. Ở đây cốt phi nó cho bằng 1 rồi, cốt phi bằng 1. Được chưa? Y thì bằng gì? Y thì bằng là delta U chia R. Delta U chia R. R cố định nhé. Delta U chia R. Đấy, thì rút được là P tiêu thụ sẽ bằng U tiêu thụ
nhân với delta u tất cả trên r, được chưa? Trên r thì là tỷ số hai trường hợp thầy có là p tiêu thụ 2 trên p tiêu thụ 1, p tiêu thụ 1 đúng chưa, thì bằng là u tiêu thụ 2 trên u tiêu thụ 1 nhân với delta u 2 chia cho delta u 1 đúng không? Delta u 2 trên delta u 1. Các em nhìn này, delta u 2 đây, delta u 2, delta u 2 là mấy ạ? Các em, delta u 2 chính là u trừ u trên k, delta u 2 đây nó chính là u trừ u trên k này, viết lại ra không đủ chỗ à? Delta u 2 rồi vẫn ý được tí thế thôi. Delta u 2 thì không phải là cái này, nó là u trừ đi u trên k tí chia mất mà. Delta u 1 đó là u trừ delta u 2 là u trừ u trên 2k chứ. Cái này là u trên k đúng chưa? Đấy, u trên k. Đấy, được chưa nhỉ? U tiêu thụ nó là u trên k. U trên k. Đúng không? U trên k. U tiêu thụ 2 là à, u tiêu thụ 2 là mấy? U tiêu thụ 2 phải u trên 2k. U tiêu thụ 1 là mấy? Là u trên k. Các em nhìn nó u mất hết mà. Tỷ số này là bao nhiêu? Nó là 1,6. Cái này là 1,6p, 1,6p. Cái này là mấy? Cái này là 1,6. Đúng không? Đấy. Đấy nha, chúng ta xóa đi. Cái này 1,6p này. À, cái này là u trên 2k này, được chưa? Đấy. Cái này là u trừ 2 1,6p đúng không? Còn thằng này là p, u trừ 1 là p, cái này nhầm. P. P được chưa? P. Đấy. P thì các em ra là phương trình đưa ra là 1,6, 1,6 sẽ bằng là gì đấy? 1,6 bằng gì? 1,6 bằng gì? Cái này là 1/2 đúng không? U trên 2k chia cho u trên k thì nó là 1/2, và 1/2 nhân với gì? 1/2 1 trừ đi 2k trên 1 trừ đi 1 trên k đúng không? Tự tìm được. Rút hết là tự tìm được. Bấm máy tính thì rút ra k sẽ bằng 1,23. 23. Và C. Được chưa? Đấy. Tiếp tục câu 34. Câu 34 nhá. Câu 34 thì chúng ta hình dung như sau. Khi khóa K đóng vào chốt B, khóa K đóng vào chốt A, số chỉ gắn tay kế là 2A đúng không? Khóa K đọc từng đề một này. Đây là nguồn điện này. Khi khóa K đóng ở chốt A, số chỉ gắn tay kế là 2A, sử dụng như này. Khi khóa K đóng ở chốt A thì dòng điện, phải nhớ là dòng điện sẽ không bao giờ đi qua tụ được. Dòng điện không đi qua tụ, nhìn này. Dòng điện đi thế này nhé, đi thế này đúng không? Thế này. Nhưng mà đến đây thì nó sẽ đi tiếp qua R và không đi qua tụ được. Không đi qua tụ được tức là dòng điện nó chưa, dòng điện nó sẽ không trở về cực âm được đúng không? Dòng điện không trở về cực âm được, quay chúng ta phế luôn cái này đi, phế luôn R đi. Đấy. Tức là khi đóng qua K ở chốt A thì mạch em chỉ bao gồm lại là nguồn R này và R này, mạch chỉ bao gồm như này thôi. Được chưa các? Đấy. Khi đóng qua K ở chốt A thì mạch chỉ gồm như này thôi, thằng R này sẽ không có dòng điện đi qua vì lý do là dòng điện nó đến đây đúng không, nhưng không qua được tụ, quay như là R không tác dụng gì cả, hiểu chưa nhỉ? Dòng điện nó qua được R này, nó qua được tụ, nó trở về cực âm thì quay như thằng R mới có dòng điện trở đi qua. Bây giờ nhưng mà dòng điện qua R này lại không qua được tụ, vậy quay như R này không tác dụng với dòng điện, chúng ta phế R đi, được chưa? Đấy, khi qua K ở chốt A chúng ta phế R đi, vậy khi đó thì có gì đây? Vậy khi đó là thì sẽ có là thì có y đúng không? Y toàn mạch thì sẽ bằng e chia cho hai thằng mắc nối tiếp, mà hai thằng r to mắc nối tiếp, y sẽ bằng e chia cho r con cộng hai r to là 10, r con là 1, hai r to à, ở đây cho y bằng 2 và rút ra 2 10 xem nào, giờ bằng mấy? R vây bằng xíp xôn nhé, bằng 2 ôm được chưa? Rồi r bằng 2 ôm. Tiếp tục chúng ta sẽ có như sau, chúng ta lại có UC gì này, chúng ta có UC sẽ bằng UR này, đúng không? Hai thằng này song song mà, hai điểm đầu này nhé, các em nhớ ở giữa này, thằng này quay như bỏ qua không nghĩ gì cả. Đấy, UC chính là U2 đầu này chính bằng U2 này, vì giữa chúng nó dính điện trở đâu, điện trở không ôm này, giữa chúng điện trở không ôm này. Đấy, giữa hai cái đầu này điện trở không ôm, có nghĩa là điện thế bằng nhau, có nghĩa là hai thằng này mắc song song, hai thằng này song song với nhau. Đấy, thầy có UR được chưa? Thầy có UR thì chính bằng U0C và chính bằng U0, mà UR bằng Y nhân R, được chưa? UR bằng Y nhân R, Y bằng 2, R cũng bằng 2, vậy nó bằng 4V, được chưa? Đấy, UR bằng U0C
U không C mà UR bằng Y nhân R suy bằng 4V. Tiếp tục, bây giờ nó hỏi cái gì? Nó hỏi là thời gian ngắn nhất, biết rằng thời gian ngắn nhất để từ thông riêng giảm từ phi không xuống cái này là tô, đúng không? Là T, T, T kia là T nhé. À, giảm từ cái này xuống là biên, vì chúng ta dùng code, chúng ta bấm là A code, A code của căn 3 trên 2, đúng không? Bấm A code. Em mở lại chương trình vật lý lớp 12 ở các video mà thầy dạy cái chương trình vật lý lớp 12 đấy. Ở danh sách lớp 12 các em mở ra xem. A code của căn 3 trên 2 thì nó là phi trên mấy? Bấm này. Thời gian mà giảm từ cực đại xuống cực đại căn 3 trên 2 thì từ biên xuống là biên căn 3 trên 2 thì bấm là code. A code của căn 3 trên 2 thì nó là phi trên 3. Phi trên 3 là T trên 6. Vậy cái tô này nó là T trên 6. Nó là T trên 6. Mà T chính bằng 2 pi căn LC trên 6 tạm thời để này. Được chưa? Một thằng. Tiếp tục xử lý cái nó hỏi cái này đúng không? Nó hỏi là pi, bây giờ nó hỏi giá trị này phi 0 trên 4 T, được chưa nhỉ? Đấy. Thì phi 0 là gì? Phi 0 các đọc đề này, cho phi 0 là gì đây? Phi 0 là từ thông riêng đúng không? Từ thông riêng chính là L nhân Y0, L nhân Y0 được chưa? 4 này. Đấy. Chúng ta phân tích ra, chúng ta lại có là L y không bình trên 2, L y không bình trên 2 thì bằng C u không bình trên 2. Tức là L y không bình bằng C u không bình, đúng chưa? Đấy. Rút ra cái này mà. Đây. Rút ra này. Và thầy rút được y không, y không thì sẽ bằng là y không bằng C trên L nhân u không, đúng không? C trên L nhân u không. Y không đây. Y không sẽ bằng C trên L nhân u không, à căn ra. Đúng chưa? Y không sẽ bằng là căn của C trên L nhân u không. Đây nhá, được chưa? Này xóa, cậu lấy cái này nhập này. Được chưa? Đấy. Vậy thì có, thì bắt đầu thầy thế mà em nhìn này. Thầy thế mà pi để nguyên, L để nguyên, Y0 sẽ là căn của C trên L, nó sẽ là căn của C nhân U0. Này nhá, được chưa? Căn L đánh đây, đúng không? Căn L đánh đây. Đấy, căn L đánh đây. Tiếp tục xử lý thằng 4 này, đúng không? Trên tử xử lý xong rồi, đúng chưa? Pi, L, Y0. Pi đây, L đây, còn Y0 thì chính là căn C trên căn L U0, được chưa? Rồi, 4 này, chữ vào. Còn cái T này, cái T này là gì? Cái T này chính là gì đây? T này chính là 2Pi căn LC trên 6. Chính là 2Pi căn của LC trên mấy? Trên 6 đúng không? 6 để trên đây. Ok chưa? Đấy, vậy bây giờ, nhìn này. Cái này với cái này nhân nhau là L đúng không? Vậy nó sẽ triệt tiêu thằng này đi. Một thằng nhá, thì viết cái khác, viết mực khác để các em dễ hình dung. Bây giờ chúng ta nhìn này, có phải căn L này, căn L nhân với căn L ở đây đúng không, thì nó là L và triệt tiêu thằng bên trên đi xong. Tiếp tục C này với C này, căn C này mất đúng không, mất. Vậy những thằng này xử lý xong rồi, P với P này cũng mất, đúng chưa? P với P cũng mất. Vậy 6 với 2 còn lại 3, đúng không? Vậy trên tử còn lại gì? Trên tử còn lại là con số 3 nhưng U0. U0 đúng không? Ở dưới mẫu là gì? Ở dưới mẫu là gì đây? 3 U0. 3 U0 ở dưới mẫu là gì? Dưới mẫu là 4 đúng không? Đấy, 3 cộng là 4, chuẩn chưa? Là 4. Đúng không? Đúng rồi, 3 cộng là 4. Hình như đang nhầm 6. 6. Có số 4. 4 tô, 4 tô đây nhầm ở đâu ạ? À? Để thì kiểm tra xem mình nhầm ở đâu không. 6, 6 đẩy lên đây rồi. 3. Ở đây con số 4, con số 4 này mà ở đây còn con số 4 ở đây mà. 4 đây đúng không? 4 ở đây. Pi mất rồi, chỉ có một con số thôi mà. Đây là 6, 6 trên đây. 6 đẩy lên. Thì nó phải là 3 nhỉ? Không, 3 không đáp số. Căn C hết, 2P căn LC. Cái này 2P căn LC chia 6, vậy 4 ở đâu đây? À, 4 ở đây, 4 là thằng này. Xong 4 6 không 2 còn lại 3. 3 không trên 4.
trên 4. Để xóa đi, thì xóa đi thì sao? Cái con này làm nhầm được. U0 là 4 đúng rồi, U0 là 4, ok rồi. Pi này nha, rồi. Pi phi 0 trên 4t này đúng không? T này đây là t trên 6. T trên 6 thì phân tích cái t này cho nó dễ. Đó, thì nó sẽ phải là đây 2 pi căn c, 2 pi căn c vậy nó triệt tiêu nó là 2 pi căn c nó là pi căn c trên 3 đúng không? Là pi căn c trên 3, ok. Pi căn c trên 3 cái t này nè. T trên 6 2 pi căn c 6 là 3 là ok rồi. 4t rồi. Thử nghĩ xem nào. Pi này, L này, Y0 này. Y0 giờ đây Y0 nhá, Y0 thì em nhìn ở trên đây này, em nhìn chỗ này này. Y0 thì sẽ là căn của C nhân U0 trên gì? Trên căn của L đúng không? Căn của L này. Xử lý xong phần tử này thôi. Tiếp tục nhân với 4 này. T này, T sẽ là pi căn của LC này trên 3 này. Trên 3 để 3 đây đúng không? Để 3 đây. Để 3 đây, được chưa nhỉ? Đấy, pi mất này. Căn C mất này. Cái này nhân với nhau thì ra L mất này. Đó là 3 U0 trên 4, 3 U0. Nó phải là 3 U0 trên 4 chứ nhỉ? Nó phải 3 U0 trên 4. Nó là 3 U0 trên 4 nhá. Cái kiểm tra này nhá, nó 3 U0 trên 4. Vậy nó phải là 4 mà 4 thay vào đây. Hết năm ba thôi. Tôi cần kiểm tra nhé, kiểm tra thầy bước này, kiểm tra thầy bước này được chưa nhỉ? Để làm tiếp tất cả những đúng, mà chắc là thì biến đổi nhầm ở chỗ nào thôi. Để nhầm điện nào, từ đây đến đây có à, thầy biết rồi, thì nhầm chỗ nào rồi? Đây này, thằng nào nhầm ở trên đây, nhầm ở trên đây rồi. Từ đây đến áp cốt của căn 3 trên 2 nó phải là pi trên 6. Pi trên 6 bị nhầm thế này, hằng nào nó phải là pi trên 6 các em ạ, nó phải là pi trên 6, là pi trên 6, pi trên 6 và nó phải là t trên 12, t trên 12, sorry nó phải là t trên 12 đấy, nó phải là t trên 12, hằng nào sorry trên 12, cái này phải là chia cho 12, cái này phải là chia cho 12, 12 được chưa? Đấy, để xử lý cho cái này phải là chia cho 12. Cái này phải là chia cho 12. 12 giúp bọn đi cái này để còn con số 6 ở đây đúng không? 2 pi nó phải con số 6 ở đây. Đấy. 6 ở đây rồi tiếp tục nhá. Con 6 ở đây. Nhìn kỹ này, có phải thay vào đẩy con số 6. Đẩy con số 6 đến đây không? Anh nhầm, đây con số 6 nó phải ở đây. 6 ở đây, ok. Số 6 ở đây. 6 ở đây đúng chưa? Con 6 ở đây. Đây nó phải là con số 6. Vậy ra là 6V đúng rồi. Ok, 6V chuẩn rồi. 6V. Được chưa? Rồi, tiếp tục câu 35. Câu 35 thì chỉ cho ta một cách làm nhanh. Vậy thế này này, đây mạch RLC nó có thể vẽ trên đây nhá. Câu 35 mạch RLC. Là C. Được chưa? Đây là F thay đổi, F thay đổi, F thay đổi. Điều chỉnh F bằng F1, F bằng F2, F bằng F3 đúng không? Đây gọi là F1 đi, đây gọi F2, F3 đi, được chưa? F2, F3 đi. Đấy. Để hệ số công suất tương ứng là 1, câu hỏi 8, câu hỏi 6 để cho UR lớn nhất thì F cần đến trị nào? Cái này là cộng hưởng này, cos phi bằng 1 thì cộng hưởng này, được chưa? UR lớn nhất, UR lớn nhất, UR max thế nào? UR max là cộng hưởng đúng không? UR bằng IR được chưa? R không đổi mà. Vậy muốn UR max thì I phải max tương đương I max. I max là cộng hưởng. Cộng hưởng. Tóm lại nó hỏi là giá trị F gần đến trị nào nhất là sau đây nó hỏi F1. Ta hỏi F1 đúng chưa? Với F bằng F1 thì cos phi bằng 1, cos phi bằng 1 là cộng hưởng. Mà UR max thì cũng là cộng hưởng. Vậy nó hỏi là F cần trị nào, tức là phải là F1. F1. Thì các em chú ý như sau, các em khai triển nhé, khai triển này.
Em có là tan bình, không biết đến tầm này thì tầm bao nhiêu bạn cùng xem, nhưng mà này tan bình phi 2 trên tan bình phi 3. Chúng ta biết là tan phi bằng ZL trừ ZC trên R đúng không? Thì chia thì sẽ mất rồi, nó ZL2 trừ ZC2 bình trên gì đây? Đấy, ZL3 trừ ZC3 cả bình, được chưa? Đấy, ZL2 thì bằng omega 2 nhân L trừ đi 1 trên omega 2 nhân C trên omega 3 nhân L trừ đi 1 trên omega 3 nhân C. Có thế này không? Bình hết. Bình hết. Thì các nhìn này, nhìn thầy biến đổi một chút như sau, thầy sẽ cái tử này thì chia cả, thầy sẽ chia cái L, thầy chia cả, thầy sẽ đẩy cái L ở đây, thầy đẩy cái L ở đây. Được chưa? Cái này cho bình phương nhé, nó chảy gì cái này nhé, nhìn đi nhé. Đây. Đấy, thầy đẩy đây thì nó sẽ là omega 2 đúng không? Thầy chia cả tử mẫu cho L. Hiểu chưa? Thế dễ. Omega 2 và đẩy đây thì gọi là 1 trên là omega 2 nhân LC đúng không? Tiếp tục omega 3. Đấy, thầy chia cả tử mẫu cho L mà 1 trừ đi omega 3 nhân LC, được chưa? LC đấy, nó là LC nhá. Tiếp tục biến đổi tương đương là tan bình phi 2, tan bình phi 2 trên tan bình phi 3 bằng, thì các em nhìn này omega 2 có thể gì cả, đúng không? Omega 2 có thể gì cả, thì có phải là 1 trên LC chính là omega bình cộng hưởng không? Đúng chưa? 1 trên LC chính là omega bình cộng hưởng mà. Omega cộng hưởng, omega bình bằng 1 trên LC đấy là cộng hưởng. Đúng chưa? Đấy thì nó chính là omega bình cộng hưởng trên omega 2 trên omega 3 tương tự trừ đi omega bình cộng hưởng trên omega 3. Đúng không? Tất cả bình phương mà omega bằng 2 pi f đúng chưa? Các em căn trừ cho pi đi thì nó ra được f2. F2 trừ đi gì đây? Omega cộng hưởng. Omega cộng hưởng thì ứng f1 đúng không? Cộng hưởng ứng f1 trên kia. Ứng f1 bình trên f2 bình. F2 bình. À trên f2 thôi. 1 trên f2. Trên f3 trừ đi f1 bình trên f3. Tất cả bình. Đúng chưa? Đấy, và các em chú ý này. Bây giờ là nó cho cos phi bằng mấy? Cos phi bằng 0.8, cos phi 2 bằng 0.8. Cos phi 2 cái này chính là cos phi 2. Bấm máy tính thì tìm được tan phi 2. Đây là cos phi 3, bấm máy tính tìm được tan phi 3 đúng không? Tự tìm được. Đấy, và nó sẽ là cái tan phi 2 thì nó sẽ là 3/4 tự xích. Em xích cos ra góc ra bấm lại tan đâu. Cái này sẽ là 3/4 chia cho 4/3 tất cả bình, được chưa? Đấy, và em nhìn thấy F2 có phải đưa hết được ở nó F2 F1 cộng 10 đúng không? F3 là F1 cộng 20 đúng chưa? Xịt xôn, tự tìm F1 1, bấm F1 còn ẩn F1 hết rồi, tâm ẩn F1 hết, được chưa? Đấy, tâm ẩn F1 hết rồi, F1 ra 10 hết. Đáp số là gần nhất thì nó phải là B bỏ. Tiếp tục câu 36. Câu 36 nhé. Có mỗi câu điểm 10 là câu này thôi, còn lại toàn câu dễ mà. Mỗi câu điểm 10 là câu điểm 10 câu đấy thôi. 36 thì chữa thêm một câu nữa thì nghỉ thôi. Các em cần thì em khá là mệt rồi. Các em cần thì các em sẽ là để các em bình luận ở dưới video ấy, thầy sẽ làm cho video khác, thầy sẽ làm cái video tiếp theo về bài luận cao nhé. Nhé, chữa đây khá là mệt rồi, thực sự là mệt. 36 là hai đồ cố định, vậy thầy có là L bằng k lambda trên 2, L bằng k lambda trên 2 đúng không? L k lambda trên 2 nó cho là hai tần số gần nhất tạo sóng dừng, tạo sóng dừng vậy tương đương là L sẽ bằng k nhân v trên 2 f và rút tận f sẽ bằng k nhân v trên 2 L, được chưa? Đấy, và suy ra là hai tần số tạo sóng dừng là fk cộng 1 thì bằng k cộng 1 nhân v trên 2l và fk sẽ bằng k nhân v trên 2l đúng không? Và các em sẽ có hiệu của hai tần số này. Thằng này bên cho fk cộng 1 đi, thằng này cho fk đi, đúng chưa? Thì các em nhận thấy ngay là fk cộng 1 trừ đi fk thì sẽ bằng gì? Bằng v trên 2l. V trên 2l chính là fmin. 120 trừ 96
120 trừ 96 được bao nhiêu? 120 trừ 96. 120 trừ đi 96 thì nó là 24. Em bằng 24. 24. Mà kem lại có chiều dài đúng không? Bây giờ kem chú ý này, kem có là V nhé, V nó hỏi V mà. V trên 2L 2 nhân với 0,9 bằng 24 tính là V. Thế là, xong bài toán. Sẽ là 2 nhân 0,9 nhân 24 43,2. Rồi. Còn một số câu nữa thì chữa nhưng mà thực sự là muộn rồi.